Mến chào tất cả ông bà cô chú nha. Thì sau một thời gian bị dương tính Covid-19 thì hôm nay nhóm đã bắt đầu hoạt động lại và hôm nay sẽ đi công suất là 4 chuyến xe. Tổng phần quà là 510 phần ở huyện Bình Chánh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại thời tiết đang rất là xấu, mưa nhưng mọi người đang tranh thủ đi cho kịp giờ 4 chuyến hàng. Mỗi chuyến hàng như vậy là sẽ là 137 tới 140 phần. Rồi, được rồi, mọi người lên đường. Chào mọi người. Thì hôm nay là nhóm em ta hoạt động trở lại sau những ngày nghỉ dưỡng mắc Covid. Những ngày Covid cách mấy rồi? Cách nay đã 4 tháng rồi nhóm em hoạt động liên tục, nhưng mà vừa qua rồi thì nhóm em cũng có bị bệnh nghỉ 2 tuần. Thì hôm nay nhóm em hoạt động trở lại bình thường. Ngày đầu tiên là đi đến sớm, ở đây là kêu vẫn gì? Cầu Sông Củi Bình Chánh đó chị. Cầu Sông Củi Bình Chánh, Bình Hưng Bình Chánh. Dạ, đã tặng 200 mà. Riêng chỗ này là tổng hết luôn, là hôm nay là mình đi làm ở đây là 200. Rồi những điểm gần Bình Chánh, Bình Hưng luôn là tổng hết là 510 luôn á chị. Để tặng cho bà con thì một phần quà gồm cũng 5 kg gạo, 2 kg gà, một bó rau muống. Rồi hôm nay có thêm bí đỏ nữa, có sữa nữa bà con. Rồi, cái đường đi nó hơi lầy lội xíu. Trời mưa cho nên đường nó hơi khó khăn chút xíu thôi. Giờ bây giờ mời bà con và anh chị đi vào trong phát quà cho nhóm em nha. Rồi, mời bà con nha. Đây, cái đường đi vô. Nhóm là đi vào những cái khu mà hẻo lánh như vậy nè. Đây là xóm nhà trọ này có quà luôn nè chị. Mình sẽ phát ở trong kia trước, ở trong kia 60 phần trước rồi mình ra ngoài này là báo rồi 40 phần. Cái đường đi hơi gian nan. Đi một khu nữa thôi nha. Dạ. Cái phần quà ở đây là hôm nay cái thịt gạo là của em Diễm Trần ở bên Mỹ. Em đã gửi 2 ít bánh gạo. Ở đây là có gửi phần quà cô chú gửi cho chị Tưởng và em Phong là cái số tiền gửi cho 4 đứa trẻ mà ba bị mất. Con đếm hả? Cô Tưởng đếm thiếu hay sao? Con có gọi điện con đòi cô Tưởng không? Dạ. Cô Tưởng với mấy anh em đây. Con cảm ơn các cô chú. Các cô chú đã thương 4 anh em con đó, ủng hộ cho con số tiền này. Rồi sau nữa cảm ơn cô Tưởng và anh Phong và các anh em ở đây. Tất cả con chú mạnh trong giờ mọi nước. Thì bây giờ cô Tưởng thì cũng không ở gần tụi con nhiều. Thì thôi 4 anh em ráng đùm bọc với nhau nha. Cố gắng nha tụi con nha. Trở thành một người tốt cho con nha. Mặc dù mình nghèo nhưng mà ta nói nghề cái sạch cho cơm á. Cô Tưởng mong là tụi con tình thương quán thương 4 anh em đùm bọc lẫn nhau nha. Và khi nào có đám cưới nhớ mời cô Tưởng với anh Phong nha. Nhớ nghe không? Quà trước là mình có nói là nhờ mua cái chim nước để tính cho ba đúng không? Hiện giờ có chưa? Tiệm hình thì anh có đặt nhưng mà họ từ lúc anh bệnh anh chưa có ghé được. Có gì anh sẽ mang qua cho nha. Giờ chưa có gì ảnh, chưa có gì đồ thờ cúng cho ba hết ạ. Ủa vậy? Em có 2 phần quà, tí nữa anh kêu anh đem 2 phần quà lên cho em. Rồi chút nữa ghé cái lấy qua nha. Anh xuống cho quà mấy chị em cố gắng nha. Để phụ lòng mọi người thương mình nha con nha. Ba anh em vậy. Rồi. Còn 1 điểm nữa. Ở đây là 60 phần, cũng là gà tươi, rau muống, bí đỏ, 5 kg gạo, gia vị. Tính đi 10 tấn 9 tấn. Cần hả? Đúng rồi, 9 bao. 9 bao là còn dư được 3 bó. Lấy ra 3 bó. 7 rồi đó. Không ấy đâu, cứ mình lấy xuống đi, tí mình lấy lại.
trong này là có luôn cả hai phần của cái bốn đứa, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bốn đứa bị mồ côi á. Lúc nào các em cũng làm ở bên đó. Nãy tụi em tới đó tụi em trao tiền. Lúc nào cũng cho bên hai phần cho bển chị Duyên. Dạ. Tại vì bốn đứa con của ổng mình cũng quen biết ổng nữa, ba của tụi nó nữa. Cũng tội. Dạ. Thèm lắm. Bí nó cũng mà. Bí cũng vậy luôn nha. Một người cũng là một bó rau muống. Cái bí này nè cho hôm bữa nếu mà đi từ cho liền á thì nó ngon, bảo đảm. Chị không sợ, cái này chị cũng hồi hộp á, cho nên bí em cứ chia mỗi người một trái, nếu cái nào ăn được thì bà con ăn không được thôi nha. Dạ. Đừng có bọt ra rồi đăng lên phong bụi cho đồ hư nha. Đó thấy nè, hôm bữa giống phong bụi đó ta chia sẻ cho mấy người giúp ai. Thì lên thì thấy cô chú anh chị thấy tình thương bánh thương, gửi cho bé là 100 đô là 2 triệu 3, nhưng mà tụi em cho luôn là 2 triệu 4. Dạ, cảm ơn cô Thanh Trần ở Mỹ. Cảm ơn bà đi con. Cảm ơn bà. Rồi bây giờ lấy ngoài nha. Dạ. Sớm mình được 30 phần nha. Mình chia giùm bà con. 30 phần. Ở bên trong đây là bữa hôm kia ai nói là chị đó phải không? Là 27 hộ. Bao nhiêu? Hai. Bên đây tổng cộng là 27 hộ. Tại ở trong khu trong đó chào là 21 hộ. Ở ngoài nhà bé thầy là một. Nói chung là 27 hộ, chị tưởng cho vô thêm 3 phần cho khó khăn luôn á. 27 hộ. Thì bên đây 5 hộ mà. 7 nữa là 37 hết á. Rồi. Bên đây 30, bên đây 7. Bên đây một người kia luôn nha. Rồi. 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 Ê, để đứng để vô, để vậy đi. Để vô. Rồi chồng lên, chồng lên. Đứng lên, rồi đứng lên. Ở đây thì đi còn 4-5 tiếng nữa đó. Đủ chung. Đó là số tiền thiếu không? Có 28 thôi. Ở đây là xóm lao động nghèo ở trên đường đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Hai bảy á chị, 27 phần chị tưởng. Mà em đem 30 á, đỡ em sợ là người ta đi đường xin đồ á. Mình tiệt cua mình cho những cái hoàn cảnh mà khi người ta đi trên đường người ta thấy mình phát quà người ta sẽ xin đó, nên mình sẽ làm dư, thường thường là dư từ 3 hoặc 5 phần. Giờ là gạo. Sài Gòn bây giờ là ngày thứ hai sau khi mà tháo hết tất cả các chốt rào chắn thì đường phố trở nên nhộn nhịp hơn, xe cộ nhiều hơn. Đây là gà tươi. Cứ 70 phần là 7 bao em. 10 bao. 10 bao rau muống. Một bao rau muống là 7 bó nhỏ. Ở đây là 70 phần. Vì xe không thể đi qua được cái cầu nhà nhỏ gỗ này nên mọi người sẽ để xuống đây rồi nhờ mấy anh trong nhóm xin quà sẽ gửi qua bên kia này. Bên kia là cầu. Biết tổng luôn á hả? Này mình tắt thôi được chuyên sơn. Lần đầu tiên biết khu này. Tám. Chín. Mười. Lắm. Rồi có bí luôn. Xuống đây vậy đâu không? Biết chưa môi được không? Lấy gạo trước đi. Rồi dốc. Gia vị tới là tới bí luôn á. Ướt. 73. Dẫn đứng lên đây bao em kiểm rồi anh. Anh cứ chở vô dùm vậy. Hai bao gạo. Ba bao rồi đó. Ba bao rồi đó, xuống là ba bao rồi đó.
gì để cứu nữa đây không? Ờ, để xuống đây con chụp cái năng nữa. Xỉu liền, trời ơi. Sao cải thiện con phải không? Ham đi làm đẹp nè, hớt tóc nè. Sài Gòn mới mở cửa lại ham làm đẹp nè. Bảy bao gia vị xuống. Anh chở gạo phải không? Rồi, cho gạo lên, anh đi ra gạo là đủ rồi ha. Mình đây đang hồi nãy 2 là 7 rồi ha. Rồi gạo đủ á. Cứ chở gạo trước đi, em kiểm cái nào chở gạo trước đây. Đi. Kẹt cái chống xe lên rồi, chị đã quên. Đi con làm này đi. Chị tưởng này nó cũng mừng nè. Ừ,